Hai chiến binh đang được vui chơi trên phố đi bộ Nguyễn Huệ của thành phố Hồ Chí Minh. Và hình ảnh rất là đẹp là cho chim mà làm bạn với chim bồ câu. Tông đây, tông ra xa ra một tí, xa một tí. Vâng, đây là phố đi bộ, một trong những tuyến phố nổi tiếng để vui chơi giải trí rộng mát, phố tuyến phố văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh. Ngồi xuống nào, ngồi xuống nào. Hai thanh niên đang được thưởng thức. Đẹp không? Đấy. Xung quanh là toàn chim bồ câu. Chim bồ câu là đại diện cho hòa bình, cho sự kết nối. Đẹp. Có hàng trăm con chim bồ câu. Chim bồ câu cũng rất là thông minh. Đố ông nào làm nào để trên tay này này. Thế xong rồi ngồi im một chỗ ấy, thì chim nó khác đến, xong đó sẽ bắt được một con nhẹ nhàng thôi. Đấy kìa, đấy nó đi hết vào chỗ kia đấy. Bạn kia bạn giỏi không? Đấy. Đấy, bạn giỏi không? Đấy, bạn kia bạn rất giỏi là bạn ấy rất giỏi. Đấy, bạn kia bạn giỏi không? Bạn dụ được chim bồ câu. Tất nhiên là chim thức ăn đấy nó ngon hơn. Đấy, bạn này. Đấy, đẹp không? Đấy, bạn này, bạn đấy bạn này bạn giỏi không? Đấy. Thức ăn của em là thức ăn gì đấy? Đậu xanh nhỉ? Đúng rồi, nó thơm nên là đấy. Đấy, con ngồi đây này, ngồi gọn gọn gàng này. Đấy. Đậu xanh. Đấy, đẹp không? Tung cánh. Ok, mọi người đến thành phố Hồ Chí Minh thì nhớ đến phố đi bộ Nguyễn Huệ để được tận hưởng cái không khí rất là thanh bình và thanh bình ở đây. Vâng. Đấy, chim đô thị. Và kia là khách sạn Royal Hotel Sài Gòn, là một trong những khách sạn 4 sao ở nơi chúng tôi đang ở đây. Ok. Hết rồi. Đây. Tạm biệt chim bồ câu. Tạm biệt phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tạm biệt thành phố Hồ Chí Minh. Và hẹn ngày trở lại.